chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh chi tiết châm hạ ASEP N1 2020 tại thị trường Việt Nam. Đối thủ của cái chiếc BMW S-R 2020 giờ chiếc xe này có mức giá từ là 729 triệu Việt Nam đồng. Châm hạ ASEP N1 2020 được lấy cảm hứng từ cái mẫu xe đua MotoGP EZR M1. Nếu so với thủ trong cùng khúc thì cái chiếc EZR M1 2020 rẻ hơn rất nhiều so với chiếc BMW S1000ER 2020 được bán chính hãng Việt Nam cách đây không lâu. Sau gần 1 năm ra mắt thị trường, châm hạ EZR M1 2020 đã về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân. Cái chiếc R1 2020 là một thế hệ thứ 3 của cái dòng xe Sportline kể từ khi xuất hiện vào những năm 1998. Cái kiểu dáng thiết kế của cái chiếc ASEP R1 2020 rất giống với người đàn em ASEP R6 2020. Cái dàn chân trước được nâng cấp hệ thống chèo theo dạng 3 hoàn toàn mới với đường kính là 43mm, và cái giảm sóc mới này giúp cho cái chiếc ASEP R1 có cảm giác lái tốt hơn. Nhìn từ phía trước, ASEP R1 2020 có thiết kế tương đồng với cái chiếc ASEP R6 hệ mới với cặp đèn LED ẩn vào bên trong. Cái dải đèn Demi tạo hình góc cạnh giúp phần đầu trong là dữ tợn, hầm hố hơn hệ cũ. Cái phần nhựa đen phía trước bình xăng được lấy cảm hứng từ cái mẫu xe đua MotoGP. Dung tích bình xăng của ASEP R1 2020 là 17 lít. Yamaha cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của cái chiếc Sportline này rơi vào khoảng 6,8 lít cho 100 km. Tương tự với người tiền nhiệm, ASEP R1 2020 được trang bị cho mình màn hình TFT LCD hiển thị đa thông tin, là mẫu xe nằm trong top đầu của nhà Yamaha, nên phiên bản R1 2020 được trang bị rất nhiều công nghệ điện tử như kiểm soát độ bấm đường TCS, kiểm soát độ trượt SCS, xe số nhanh 2 chiều Whistler. Sức mạnh của chiếc ASEP R1 2020 tính từ có động cơ Costen 4 xanh, dung tích là 998cc, sinh ra một cái công suất là 197,2 mã lực tại vòng tua máy là 13.500 phút. Tốc độ tối đa của chiếc xe rơi vào khoảng 285 km/h. Thiết kế phần đuôi của chiếc ASEP R1 2020 vẫn giữ nguyên với hai cái lỗ thoát khí phía sau yên xe, giúp tối ưu cái tính kim học. Đèn báo rẽ dạng LED tích hợp với cái dàn chống bụng là một trong những cái chiếc Sportline đúng nghĩa, nên cái chiếc R1 2020 được trang bị cho mình một cái lớp thể thao Christian Black RS 11, kích thước lớp trước là 120x80, cho phía sau là 190x55, với một mức giá là 729 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Chiếc ASEP R1 2020 sở chỉ mình mức giá là không quá cạnh tranh khi so với các dòng nặng ký như Kawasaki ZX-R có mức giá là 721 triệu đồng, hay là Honda Super R1000 RR SB 2018 thì có mức giá là 678 triệu đồng, hay là một cái phiên bản BMW S1000 RR 2020 với mức giá là 949 triệu đồng, lên đến gần 1.100 tỷ triệu đồng. Nếu cái điểm yếu của chiếc ASEP R1 2020 là không được bán chính hãng như các cụ khác ở thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và tiếp nhấn like và subscribe.